Bích Trâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt Tị Nạn được thực hiện trên đài Việt News TV và trên băng tần 14.4. Vâng, thưa quý vị, khi chúng ta nói đến người tị nạn thì tị nạn ở đây chúng ta có rất nhiều hình thức tị nạn, phải không thưa quý vị? Chúng ta sẽ có những trường hợp tị nạn bằng đường biển, chúng ta vượt biển rồi trở thành người tị nạn, đi bằng đường biển hoặc đi bằng đường bộ. Phải không thưa quý vị? Ở đây thì chúng tôi ngày hôm nay rất là vui khi được mời anh Đoàn Phương là một người Việt tị nạn HO. Và bây giờ mời quý vị theo dõi vài câu chuyện của anh Đoàn Phương. Và trước tiên mời anh Đoàn Phương gửi lời chào đến quý khán thính giả. Cảm ơn cô Bích Trâm. Dạ, kính chào quý khán thính giả, kính chào giám đốc đài, ban kỹ thuật của đài. Thưa cô Bích Trâm, ngày hôm nay tôi hân hạnh được đến đây thì với cái trường hợp gì thì cho tôi xin biết. Vâng thưa anh, thì ngày hôm nay đó thì rất là vui được mời anh đến để chúng ta chia sẻ với nhau về vấn đề người Việt tị nạn. Thì người Việt tị nạn của chúng ta đó, thì hồi nãy Bích Trâm có mở đầu đó, Bích Trâm có nói là người Việt tị nạn của chúng ta có rất nhiều hình thức khác nhau. Dùng chung là cái từ tị nạn, nhưng mà trước khi đi tị nạn đó thì chúng ta phải có những cái gì để dẫn đưa đến tị nạn, tức là cái sự vượt biên vượt biển. Có người vượt biển, có người vượt đường bộ, có người phải đi bằng đường bộ rồi sau đó mới được đến một cái đất nước thứ hai, tức là cái trung gian, rồi được. Sau đó mới cái đến nước thứ ba, tức là cái nước Hoa Kỳ mà giờ chúng ta đang ở, đúng thưa anh? Vậy bây giờ Bích Trâm được biết trước đây đó, anh đã được qua Hoa Kỳ như thế này là từ năm 1996 theo diện HO. Nhưng mà bây giờ Bích Trâm muốn được anh chia sẻ cho quý khán giả biết rằng trước đây là anh ở trong quân đội, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cái quân đội nào và chức vụ của anh là gì. Và thưa của anh, sau đó đến năm 75 thì chuyện gì đã xảy ra? Vâng, mời anh. Cảm ơn cô Bích Trâm và kính thưa quý khán thính giả. Tôi trước đây năm 68 tôi gia nhập vào nghĩa quân. Thì 69 tôi coi chung đội trưởng. Sang qua 70 thì chuyển sang qua địa phương quân thì với cấp bậc là hạ sĩ quan. Cho đến năm 75 thì lúc đó tôi mang là trung sĩ nhất rồi, thì cái cuộc mà gia nhập của quân đội của tôi thì tôi xin trình bày như vậy, còn cái gì khác hơn để xin cô Bích Trâm cho tôi biết. Vâng, thì thưa anh là trong thời gian mà anh ở trong quân đội đó, anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết là cái trách nhiệm và những cái phần hành của anh làm lúc đó, và anh đã có đi tác chiến bao giờ không? Thưa cô, thưa quý khán thính giả, quân đội mà thì phải đi tác chiến chứ. Lúc tôi chưa có về ngành đó thì rất là vất vả. Cô Bích Trâm biết không, có nhiều khi đó đi hành quân đó 2-3 ngày, 5-6 ngày tùy theo cuộc hành quân, cũng như nó có những cuộc hành quân là Quang Trung, Nguyễn Trãi, Lê Lợi đó. Cho nên những cái cuộc hành quân nó rất là vất vả. Mà trong hành quân đó thì những cái trận lớn đó, đi hành quân đó không trận nào mà không đụng hết trơn. Dù không đụng ít thì cũng đụng nhiều, với sự xây xát với Cộng sản đó. Thì bây giờ không có cách nào mà tôi tả cho hết. Mà nói đây thì tất cả các anh em quân nhân cũng đều biết, đánh thì cũng có thắng có bại, chứ không phải mình nói thắng hoàn toàn, thắng hết đó. Có khi mình cũng tấn công Cộng sản đó 500-700 thước, 1000 thước, có khi nó cũng tấn công mình lại 500-700 thước, 1000 thước. Dưới cái sự chiến tranh này thì Bích Trâm cũng biết rồi,
tôi không còn cách nào mà tôi tả nổi, mà tôi còn sống đến ngày hôm nay đó, sự thật mà nói đó, thì tôi cũng mang ơn trời đất ông bà chứ tánh mạng tôi nghĩ tôi không có tới ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ. Vậy thì cái trận đánh nào mà làm cho anh nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của anh? À, có một trận là năm 70, sau khi mà cộng quân thất bại ở cái trận 68 Mậu Thân đó, thì cộng quân nó củng cố tới năm 70, nó tiến chiếm. Mà lúc năm 70 đó thì chúng ta sẽ mở ra cái cuộc là đóng quân khắp nơi để ngăn tất cả cái quân đội của cộng sản không cho hoạt động nữa. Thì giữa hai cái lằn lửa mà giữa Việt Nam Cộng Hòa chúng ta với cộng quân đó hết sức là gay go năm 70, thì có một, tôi nhớ cũng vào khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó của năm 70, thì vô đóng cái đồn và mở cái xã mới. Cái xã đó hồi đó Lưu Vong, thì đi khoảng 3 đại đội và khoảng hơn 20 trung đội dốc toàn lực đi vô. Thì vô đến đó khoảng 10 giờ sáng là bắt đầu nó nổ. À, xin cắt lời anh ở đây một chút xíu. Anh cho biết là lúc đó ở đâu thưa anh? Ở đâu thưa anh ạ? Ở thành phố nào, tỉnh nào? À, cái đó ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu, vâng thưa anh. Ở tiểu khu Bạc Liêu. Ở tiểu khu Bạc Liêu, vâng. Và ở quận Phước Long. Tiểu khu Bạc Liêu, tỉnh Phước Long. Quận Phước Long. Quận Phước Long, vâng. Thì khi mở cuộc hành quân vô đó, thì khoảng 10 giờ trên dưới gì đã nổ súng. Đánh từ đó mà đánh tới tối, bất phân thắng bại, mình vô không được. Bởi vì hai bên nó có hai cây đại liên, nó bắn xối xả. Mình ở ngoài này đó, mình cũng hai cây đại liên mà đối chọi lẫn nhau. Mà bởi vì mình thất bại cái chỗ là mình vô không được là bởi vì mình là đồng trống. Còn nó ở trong miếng rừng mà nó có công sự, còn mình thì không có công sự. Thành ra đánh như vậy đó thì mới kêu phi cơ, mà lúc đó kêu cũng không được, nhờ Mỹ kêu. Mà Mỹ kêu á, thì đâu cũng khoảng mặt trời gần sụp lặn rồi, thì có một phi tuần không cái vỏ trang chứ không phải phi tuần, ba chiếc vỏ trang lại nó rọc á, thì lúc đó nó mới kêu tất cả phải thối lui ra khoảng một cây số. Thì thối lui ra một cây số đó, rồi cái nó gập rồi á, thì chúng tôi chiếm vô nữa cũng không được. Thành ra đêm đó ở ngoài thì cộng sản nó vận động, nó quýnh đặc công á, nó dùng lựu đạn nó đánh, mà nó đánh suốt một đêm đó. Như vậy là bên này á, chúng ta vì chết vì bị thương cũng đâu 6-7 anh chiến sĩ. Rồi quánh cho tới sáng á, thì cộng quân bỏ xác lại đâu cũng 11-12. Cho nên cái trận đánh đó, Bích Trâm biết không, quánh 3 ngày 3 đêm vô chiếm cái rừng không được. Thì trận đánh đó rất là hãi hùng. Tôi đánh cái trận đó tôi về tôi nói thiệt á, nói thiệt với Bích Trâm đó, chừng 10 ngày tôi ăn cơm không được. Thưa anh, như vậy cái đơn vị của anh là đơn vị thuộc địa phương quân. Địa phương quân. Địa phương quân. Địa phương quân. Rồi lúc đó, ở tỉnh Bạc Liêu, lúc đó là Việt Cộng đã tấn công vào trong tỉnh Bạc Liêu. Cho nên tiểu khu Bạc Liêu muốn rằng là lính Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ tỉnh Bạc Liêu, cho nên phải tấn công ra. Không, thưa anh. Cái đó là mà đi vô đó mình mở, mình dựng lại cái xã mới. Thì dựng lại xã mới thì mình phải tấn công, mình mới dạ, tấn công ra. Mình mới dựng được xã dạ. mới chứ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng thưa anh, vậy thì trong những cái trận đánh, có những cái trận đánh nào mà anh gọi là hồi nãy anh có trình bày là anh bị thương, tưởng rằng là
không còn ngồi được cho đến giờ này. Anh có thể chia sẻ điều đó cho quý khán giả được không anh? Nói đến cái cuộc đời quân nhân á, thì thưa với quý khán thính giả, thưa cô Bích Trâm, nó mỏng manh như tờ giấy mỏng vậy. Chết nay sống mai không biết. Cái tôi bị thương mà một trận thứ nhất á, là năm 69, là nó như thế này. Nếu là tôi là cái người nó cũng tham, chứ không tham thì chắc tôi không đến nổi. Ông quận ông mới nói, ông kêu tôi lên, ông nói có một toán kinh tài nó về. Thì thường thường nó có một trung đội thám sát tỉnh. Tôi với cái anh trung đội trưởng nó rất là thân mà cũng ở chung một xứ. Nếu có gì thì ảnh rủ tôi có gì tôi rủ ảnh. Nhưng vì đợt đó thì tôi nghĩ rằng có một tổ kinh tài thì tôi không sợ. Tôi vô mà không phải là một tổ, mà tôi trúng nhầm một trung đội địa phương quân. Thành ra đánh với tôi đó là tôi vô đó khoảng 3 giờ sáng là, thì nó đánh tôi tới 5 giờ sáng thì nó đánh tôi. Nó tóm lại là tôi vô không được. Tức là địa phương quân của bên Việt Cộng. Dạ. Dạ, vâng. Thì lúc đó tôi bị thương nặng lắm. Thì các anh em hỏi tôi mới nói là chi khu nó diện vô mình một đại đội tới liền bây giờ. Nhưng mà thật lúc đó chưa. Mà nếu tôi nói không diện thì nó bỏ, nó chạy, tôi chết sao. Dạ. Thành ra tới chừng sáng thì đại đội mới đi vô giải dây cho tôi được. Thì tôi bị thương nó ngay cũng nặng. Lúc đó anh bị ở chỗ nào anh có nhớ không? Bị thương trên lưng rồi bị thương dưới chân tùm lum hết trơn. Wow. Nhưng mà nhờ cái, xin cắt lời anh chỗ này, cũng nhờ anh bị thương nhưng mà những cái mảnh đạn nó không ghim vào những cái chỗ hiểm của người. Chứ không thôi thì đúng là như anh nói, nếu không thì trong đâu có được mà cái duyên mà ngồi nói chuyện với anh ở đấy, có đúng không? Rồi. Vâng, thưa quý vị, biết trong nghĩ rằng thì tất cả những cô dì chú bác, biết trong phải nói là như thế nữa, tại vì có những người quân nhân, nữ quân nhân, phạm thưa quý vị, đều cũng có những cái người như vậy, hoặc là quân y cũng có nữ quân y cũng phải đi ra trận nữa. Thưa anh, cho nên khi qua những cái thước phim như thế này thì biết trong nghĩ rằng quý vị cũng sẽ hồi tưởng lại những cái gì đã xảy ra trong cuộc đời của quý vị, nhất là những cô chú bác mà đi trong diện HO giống như anh Đoàn Phương đây. Thì Bích Trâm cũng muốn có một cái sự gọi là kính trọng và ngưỡng mộ đến cho tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì trong đó nói thật ra thì bố Bích Trâm cũng là một trong những người gọi là người lính Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ để trở lại với anh Đoàn Phương, thì bây giờ trong cái chương trình, sau khi mà cái trận đánh đó đó thưa anh, cái trận đánh đó đó là anh bị thương và được giải cứu đem về, thì khi mà sau đó đó nghe nói rằng là anh cũng đã thêm một lần bị thương nữa, ở trong cái trận đánh nào thưa anh? Dạ thưa à. Nói trận này tôi còn hãi hùng hơn cái trận mà tôi vừa kể cho Bích Trâm và quý khán thính giả nghe. Thì vào khoảng 9 giờ tối, khi mà các cái cuộc ở băng 3 mà nó chuyển công điện hành quân đó, theo thường lệ đó, thì vào khoảng 9 giờ cho tới 10 giờ là xong. Thì qua 11 giờ thì cái anh âm thoại viên đó, ảnh mới kêu tôi, ảnh nói ông quận rồi gặp anh nè. Thì tôi mới chụp máy. Thì ông quận ông nói trở về số đặc biệt. Thì mỗi một đơn vị đều có một số đặc biệt với ông quận. Có nghĩa là tên ông quân trưởng đó thôi mà. Dạ, dạ vâng. Mà có số đặc biệt thì Bích Trâm không biết có hiểu không. Có nghĩa là thêm một số, là xuống hai số gì đó, tùy theo mình hẹn cái, với nhau. Cái đó là đó. Xin cắt lời anh, cái chỗ đó có phải là chúng ta gọi là mật mã có đúng không? Không, cái mật mã là mở cái đi cái cuộc hành quân. Dạ. Còn cái này là có số đặc biệt, cái số chung của tức là của tức băng là... ba đó là chung. Còn tôi muốn nói chuyện riêng với Bích Trâm là thí dụ con số này 25. Dạ. Thì 25, 23. Dạ vâng. Thì nó là chung mà bây giờ 25 thì tôi mới bật lên là 26. Rồi 23 tôi bật xuống là 22. Thì cái đó tôi nói với Bích Trâm nghe thôi.
chứ không có ai nghe được, còn tôi với ông quận chỉ nghe thôi. Dạ, cảm ơn anh. Thì biết cái trong đó lúc là... đó cũng còn bé rồi đó, cũng không hiểu lắm. Nhưng mà bây giờ anh có chia sẻ cái điều đó thì thật sự cái điều đó nó cũng rất là tốt. Là bởi vì theo cái sự hiểu biết như mà của biết trong đó là anh vừa kể lại, thì theo cái suy nghĩ của Trâm thì nghĩ rằng đó là cái giống như là một cái mật mã để mà gọi cho hai nhau người biết. Rồi, đúng không rồi, ai biết hết. Dạ đó, còn cái số kia là số chung. Dạ đó, cho nên đó là cái biết Trâm cũng theo cái suy nghĩ là cái giống như là cái mật số để mà mình gọi nhau mà không bị người khác nghe lén. Rồi, nói chung là như vậy. Đúng đúng. Vâng vâng, mời anh tiếp tục. Thì tôi ông quận á, ông nói em chở về số đặc biệt, thì tôi chở về số đặc biệt. Ông nói đêm nay nó sẽ đánh đồn em, anh cho một đại đội xuống ám sát gần em và cho một trung đội thám báo xuống giúp em. Em cứ an tâm, em liệu làm sao. Thì tôi nói bây giờ anh Phan nghĩ sao? Nói thì bây giờ nếu mà rụt rịch á thì nó hay nó pháo em, em không có đường tránh, mà anh cũng không cứu em được. Mà bây giờ đưa tức khắc á, đưa máy bay xuống mà bỏ cháy sáng á, thì nó cũng càng lộ nữa. Thì thôi bây giờ em tự liệu đi. Thì liền lúc đó đó tôi mới huy động tất cả anh em ra ngoài hết, vợ con của lính xuống hố hết. Thì trong cái trận chiến đó đánh đâu khoảng một tiếng đồng hồ, nó bắn cái loại gì của ba trái, tức là HU1A cái gì đó của Nga ha, của Nga đó, và tiếng của Nga nó bấm chứ không phải là bắn ấy nè, nó bấm cái út vậy đó, nó vô đồn tôi có trái thôi, còn nhiều nó ra ngoài hết. Mà nó sập hết trơn, thì kế bên tôi nó lỗ tai tôi ra máu, rồi tôi cứ bằng nó tóm là chết. Mà nếu không có chi khu với không có là đại đội với cái trung đội tình báo đó mà nó giúp cho tôi đó, thì nó quá tiêu tan thác cái đội mà. Thì nó tóm lại cái trận đó thì tôi nghĩ là tôi không còn sống mà. Nó còn hãi hùng hơn cái trận kia như đó. Vậy là ở tỉnh nào vậy thưa anh? Thì lúc bây giờ vẫn là ở Bạc Liêu. Cũng ở Bạc Liêu. Vẫn ở Bạc Liêu. Vâng. Dạ. Thì đến năm khi... đó là năm 569. Vâng. Và chỉ trong mấy năm, chỉ trong vòng có một năm mà tức là năm 68 anh bị thương một lần. Đầu năm 69 bị thương. Lại đầu, cuối năm 69 bị luôn. Đầu năm 69 bị thương rồi cuối năm 69 lại bị thương nữa. Và cái đúng là số anh lớn, tức là có trời Phật độ đó. Thưa quý vị, Bích Trâm cũng muốn chia sẻ với quý vị một chút rằng là người Việt Nam chúng ta ở miền Nam Việt Nam không ít thì nhiều thì cũng có là liên hệ, liên quan, liên đới đến quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì chẳng hạn như bố Bích Trâm đây, thưa quý vị, đó, rồi hoặc là những người anh gọi là bà con, người anh họ của Bích Trâm cũng vậy. Nhưng mà rồi ở trong cái trận chiến mà Bích Trâm cũng chia sẻ với anh một chút xíu với quý vị một chút, trong cái đồi mà gọi là đồi L-19, người ta gọi là đồi Hamburger, anh nhớ không? Đó, thì chính người anh họ của Bích Trâm cũng là bị tự thương ở trong đó, bởi vì bị bao vây hết dưới chân đồi, Cộng sản Bắc Việt bao vây, không có tiếp cứu được kịp thời, tên nên phải mở đường máu suốt từ ở trên đỉnh đồi xuống. Đó thì ông anh họ ông Trâm chỉ cầm lựu đạn để mà ném và đi xuống thôi, để cho đại đội đi xuống chứ không thông cách nào xuống được hết. Đó, thành ra ông anh họ ông Trâm cũng có người cô ruột, thì người chị cả của bố, thì anh đã hy sinh. Vâng, thưa quý vị, thì ở đây đó, khi mà chia sẻ với quý vị nói về vấn đề tị nạn thì đương nhiên là chúng ta có rất nhiều hình thức, thì mỗi một người tị nạn sẽ có một cái quá khứ riêng và có những cái kinh nghiệm riêng trong cuộc đời của mình. Và anh Đoàn Phương vừa mới chia sẻ cho quý vị trong cuộc đời quân ngũ của anh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ trước năm 75, và đã hai lần bị thương. Phạm thưa quý vị, thì tất cả chúng ta đây không ai mà không có một cái sự gọi là
thương, gọi là phải nói là thương kính đến những cái người lính đã hy sinh cho đất nước Việt Nam, miền Nam Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Và người lính như anh Đoàn Phương đây vẫn còn có cái dịp để ngồi nói chuyện với anh thì cũng vâng, thưa quý vị, đó là những người gọi lính miền Nam Việt Nam, người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ và đã được tị nạn qua đây. Vâng thưa anh, vậy thì bây giờ anh có thể chia sẻ tiếp, tức là sau cái năm 75 đó thưa anh, thì cái chuyện đó sẽ như thế nào, xảy ra như thế nào? Biết trong được biết cái lúc bấy giờ đó thì một số người đó thì coi như là bị bắt đi cải tạo, gọi là người Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ gọi là đi học tập cải tạo. Còn có những người đó thì bị bắt ngay trong trận chiến đó, thì gọi là tù nhân chính trị. Thì bây giờ học tập cải tạo, họ không dùng cái từ gọi là tù nhân chính trị mà họ lại dùng cái từ học tập cải tạo để coi như là đi cải tạo để hiểu biết về cái chính trị, cái đời sống chính trị hoặc là cái quân đội mới sau cái năm 1975. Vâng thưa quý vị, thì như Bích Trâm được biết thì sau cái năm 75, trong cái năm 75 gần đến cái ngày mà người ta dùng cái từ mà Black Apple, Apple, hoặc là dùng cái từ thất thủ miền Nam mà người Cộng sản Việt Nam gọi là ngày giải phóng miền Nam Việt Nam. Vâng thưa anh, vậy thì trong lúc đó cái đơn vị của anh đóng ở đâu và cái chuyện gì nó đã xảy ra, xin anh có thể chia sẻ. Thưa quý khán thính giả, thưa cô Bích Trâm, nói tới cái đời binh nghiệp, tôi nghĩ tôi cũng một khía cạnh nhỏ với các anh em ở các binh chủng nó còn gấp ngàn lần tôi nữa. Nhưng mà trận tôi nói đánh đó thì nó cũng hãi hùng, nhưng mà nó cũng chưa bằng cái trận mà mùa hè đổ lửa năm 72. Đánh luôn xuyên suốt luôn khoảng 20 ngày. Nó là đánh ra là đánh, ra là đánh, ra là đánh. Năm 72 đó có thể nói là cả 1-2 cây số đó nhà tan cửa nát hết. Châu bò chết hết, người thì đi hết. Nói đến cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam mà vừa qua đó, tôi hiện giờ có nhiều khi tôi nằm tôi tưởng tượng lại tôi bằng một cách rất là hãi hùng. Cái sợ thì không sợ, không phải qua đây tôi nói bằng một cách là lộng ngôn hay là cái tự nói mình giỏi không. Bây giờ mình đã qua rồi còn gì nữa mà sợ. Nhưng mà nhớ lại đó rất là hãi hùng. Thưa với quý vị, ở đây ai cũng biết cái cuộc chiến tranh miền Nam đó. Thì năm 72 đó là cứ bằng một thảm trạng, từ theo tôi biết là từ vị tuyến 17 xuống tới Cà Mau đó, hai bên chết không biết là bao nhiêu mà nói. Nhưng mà thôi bây giờ chỉ qua rồi nhắc lại mà nghe, chứ nhắc tới nó còn càng não nuột thê lương nữa. Thì nói tóm lại thì từ năm 72 cho tới năm 70 đó thì tôi có thể đi hành quân thêm khoảng mười mấy trận nữa. Và những trận đó đánh đó cũng khá tương đối, bởi vì mở cuộc hành quân một năm có mở 1-2 lần. Mà tôi lúc tôi về đó thì tôi đi theo bộ chỉ huy. Nhưng mà một khi đụng trận á thì ông chi khu phó hay là ông quận á thì ông cũng bắt tôi phải dắt đi một mũi hay là đi mà tiếp viện đó. Nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện nó cũng đã qua rồi, nhắc đến thì thiệt tôi cũng không biết nói làm sao. Nhưng mà tóm lại khi năm 75 đó thì lúc đó nói một hồi còn dài dòng đó, tức là hồi năm 72 đó cái bảo an đoàn của Phật giáo Hòa Hảo giải tán 50.000 đính của Phật giáo Hòa Hảo, thì ông quận trưởng ở Phước Long đó ông mới đi lên ông mộ một tiểu đoàn xuống ở Phước Long. Thì cho đến năm bảy, nửa năm 73 đó thì còn là một đại đội. Cái anh tiểu đồng trưởng đó anh bị thương,
thì đưa tất cả những anh em khác đến đó. Thì tôi nói ở đây không phải là tôi nói cái tôi, ở đây hiện giờ ở tại Cali này đó có rất nhiều người biết, mà ở Bạc Liêu hay là Cần Thơ hay là Phước Long biết tôi và biết những anh em đó nữa, thì đưa ba anh xuống. Cái đại đội đó không chịu, có một sự cãi giả với nhau. Mà nếu là cấp chỉ huy với lính mà không thuận thì Bích Trâm nghĩ có làm sao chỉ huy. Đó, thành ra ông Quận ông mới hỏi vậy chứ. Nếu là mấy cậu thấy là ở đây ai chỉ huy, thì mấy anh em đã nói bây giờ muốn chỉ huy tôi là phải là đoàn phương trong cái đơn vị đó đó. Nó đồng ý, tôi ký tên vô. Thì liền giờ nó mới cho tất cả là nó phát cái giấy cho từng người đó, đặng mà đi về trên Châu Đốc á, Long Xuyên á. Thì nói tới giờ tôi cũng ngậm ngùi, tất cả các anh lính đó và vợ con của các ảnh đều những người mấy có đứa, những đứa cháu đó có 11, 12 tuổi thôi. Nó lại nó ôm chân tưởng nó nói vậy tôi cũng ngậm ngùi. Thà tôi chết sướng hơn tôi sống, tôi thiệt Bích Trâm. Tôi nói thôi được rồi, kết thúc rồi, anh em về đi, tôi ở lại. Bích Trâm ơi, cái nhục nhã này tôi không biết làm sao, tôi nói thiệt. Thì thôi, đại khái tôi trở về đó thì tôi nhận là lãnh hết trơn trong cái đại đội đó là ngày 30 tháng 4. Vâng, nghe anh kể chuyện mà Bích Trâm giống như Bích Trâm cũng rớt vào bên trong cái khoảng không đó với anh luôn vậy đó. Thưa anh, thật sự ra hình như là tất cả những người miền Nam Việt Nam không ít thì nhào học tập hay là tình nguyện đi cải tạo học tập. Đó, nó có những cái cách khác nhau. Thành ra bây giờ anh có thể chia sẻ, tại vì phải nói thật ra đó, có một số người nó họ kêu họ nói ồ đi cải tạo, học tập cải tạo mấy ngày, thế là phải tình nguyện đi. Còn có người thì bị bắt, có đúng không anh? Hay đúng. Là vì bị đi nữa, phải không thưa anh? Đúng, đúng. Và anh có thể chia sẻ điều đó được không? Yeah. Thưa quý khán thính giả, thưa cô, cái ở đây đó nó có ba thành phần A, B và C. Cái A đó thì nó bẻ còng lại vậy rồi nó úp xuống vậy nè, có cái cây nó xỏ vậy nè, mà nó một dọc vậy đó là không phải là một người, ít nhất cũng phải là ba người hay là hai người, cho tới năm người, cho tới 10 người đó. Nó còng, còn tôi á, thì tiếp còng có một chân thôi, 10 ngày vậy. Nó không cho nằm, nó nhiều người chứ không phải nó còng như nhau. Mỗi người nó đi lên lấy khai rồi đó thì nó không biết các anh em nó khai bằng cách nào thì mình không có hiểu. Nhưng mà xuống nó còng mỗi người đều khác nhau. Còn một nó còng một người đó thì cái đó nó gọi là biệt lập đó. Biệt lập là không có ai nói chuyện với ai chân. Thì những anh đó riêng đó là ai mà kêu nói chuyện là nó còng luôn đó. Thì cái đó một nó tóm lại là cộng sản nó còng đó, thì thôi đừng có nói tới. Rất là hãi hùng luôn. Tôi thì bị cộng khoảng một năm, có những anh em còn kêu bằng thôi không có cách nào mà nói chứ. Nhưng mà ghẻ ngứa nó có điều này rất là hay, xuống tắm với nước mặn và nó hết á. Vì nước muối thưa anh. Mà hồi đó đâu có thuốc đâu uống, mà cái gì cũng xuyên tâm liên không à. Rồi với lại dùng nước muối, mà lúc đó nước muối cũng hiếm chứ đâu phải đồng lúc có, đó không có muối ăn không gì. Có muối không ăn đi tắm đâu. Là tắm nước mặn á, tắm nước mặn tắm nước mặn, nhưng mà lúc mình ở trong núi này kia sao đi ra tắm được thưa anh? Đó thấy không, cái đó là cái miền Tây. Ở miền Tây thì anh tức là gần cái chỗ sông nước, thành ra nó nước mặn không ha. Dạ đúng rồi. Vâng thưa quý vị, phải nói rằng là nghe anh nói mà Bích Trâm cũng rất là gọi là nhưng mà chưa đâu ngào.
Vâng, thưa anh, ở đây đó khi mà nói đến cái sau cái cuộc chiến 1975 thì thật sự chúng ta ai người Việt Nam đều có chung một, phải nói là chung một cảnh ngộ. Cho dù rằng là không đi lính hoặc là người dân cũng đều có những cái gọi là những cái cảnh ngộ gọi là khác nhau khi mà mình phải sống trong một cái chế độ mới gọi là cái chế độ cộng sản. Thì cái thực chất đó, thưa quý vị, tất cả những người, thí dụ như trên gia đình của Bích Trâm đi, thì bố Bích Trâm là sĩ quan thì cũng ông cũng đi cải tạo cũng 10 năm thưa quý vị, rồi sau đó quản chế đến trên 2 năm. Rồi cũng nhờ cái chương trình như thế này là chương trình HO giống như anh Đoàn Phương đây, thì gia đình Bích Trâm mới qua được bên Hoa Kỳ. Nhưng mà để trở lại, đúng một chia sẻ với quý vị một chút, nhưng mà để chia sẻ, để mà nói chuyện trở lại với anh Đoàn Phương, thì kính thưa quý vị, nghe anh Đoàn Phương kể chuyện thì Bích Trâm cũng không khỏi nhiều có những cái nghẹn ngào riêng, bởi vì chính ngay bản thân mình cũng đã trải qua cái thời gian đó, cái sự kinh hoàng, cái nỗi đau và cái nỗi sợ hãi không ai mà không tránh khỏi hết trong sau cái năm 1975 thưa quý vị. Thì bây giờ sau khi mà anh đi ở trong trại cải tạo như vậy, người ta gọi là trại cải tạo, thì anh ở một nơi như vậy hay là anh ở nhiều nơi, bị di chuyển nhiều nơi không, hay chỉ tại một nơi, rồi sau đó được bao nhiêu năm thì lý do người ta thả anh về hay là nó như thế nào thưa anh? Thưa cô Bích Trâm, thưa quý khán thính giả, khi xuống hàng đại chính á, ở đó đó thì nói qua năm 77 đó thì bắt đầu nó tung ra, nó bắt tù nhân nó đi làm mướn. Tiền không biết bao nhiêu mà nói. Dạ vâng. Đó, đi đào đất, đi gặt nhổ mạ, đi cấy, đi phát, đi gì tùm lum mấy cái đốn cây đồ gì đó, tôi nói thiệt tiền đó, tiền đó bằng tiền cần xé chứ đừng có nói là tiền mà ấy, bị gì có mấy ngàn lận mỡ đi làm á, rồi nó đào vuông đồ thôi. Nói tới cái chuyện làm đó thì không còn cách nào mà tôi kể nổi. Thì... tức là những cái người tù cải tạo phải đi làm như vậy để kiếm tiền đưa lại cho bên những cái người mà chỉ huy của cái ban quản huấn của nó đó. Quản huấn, vâng. Dạ. Tức là cái tốp của bài đó. Dạ vâng. Nhưng mà trong khi đó những người tù nhân chính trị như anh thì vẫn cứ đói meo đó mốc. Không. Hay có được ăn no không thưa anh? Không, nói ở miền Tây đó thì cái năm đầu thì khó. Chứ còn qua năm sau thì mình phải công tâm mình nói như thế này nha. Dạ. Cái dân miền Tây đó hồi lúc mà mới vô đó, Bích Trâm biết không, nghiến răng chẹo nha, mà tôi bắn các anh, nát đầu các anh đồ gì gì này kia. Nhưng mà vài tháng rồi đó, cái Mặt trận Giải phóng miền Nam á, mình phải công tâm nói, nó nói thôi các anh ai bên chúa nấy, các anh đi cải tạo tốt đi, các anh về đó. Thì cái mặt trận giải phóng miền Nam, quân đội của Việt Nam á, thì nó rất là dễ. Tức là sau một năm nó mới dễ nha, còn trước một năm hở ra nó đòi bắn nát đầu không có nha. Rồi thì tới năm mà tới năm 79 á thì nó tất cả nó gom hết về cây Gừa. Thì bây giờ không còn quân đội giữ nữa. Mà là công an, mà cái đó công an chịch cái nó bắn liền. Dạ vâng. Đó, đối với công an miền Nam á thì có, nhưng mà không phải là chỉ huy. Mà lúc đó là cái tất cả những cái thành phần ở bên trên đó đều là công an miền Bắc đưa vô không. Đó, thì từ năm 6 đến năm 79 á thì nó giải tán các cái trại A, B và C hết. Dạ, nó đưa về cái thường thường nó chạy cây Gừa đó. Dạ, tức là năm năm cuối năm mà 79. Dạ. Đó. Thì tôi chuyển sang qua cây Gừa đó. Dạ. Thành ra tôi qua tới đó, từ qua nói tới cây Gừa thì tôi còn cũng hết nói nổi rồi.
ăn uống rất là khổ khắc. Đó. Thì tôi tới vô trong đó tôi mận thì tôi cũng không qua tới cây gừa thì nó xét là hồ sơ là tôi ít có đi xa lắm. Đi xa là cũng xét theo cái thành phần hồ sơ đó. Yeah. Đó, nó tóm lại vậy. Thì tôi qua đó tôi ở tới năm 81 tháng 10, khoảng tháng 10 năm 81. Tôi mới nó mới thả về. Thì cái ở hiện giờ ở tại Cali này nè. Về một ngày với tôi nó cũng nhiều lắm, cũng như ông Cấn Thanh Tòng ở đằng Mapodea nè. Yeah. Ổng là giáo sư thượng hạng ngoại hạng. Yeah. Với ông Phó Mai. Vâng. Rồi đó, ở đây cũng nhiều lắm, về với tôi cái khóa đó là cũng chắc cũng khoảng ba mấy bốn chục người. Tức là anh ở trong chỗ gọi là trại cải tạo lúc bấy giờ, cho đến năm nào thì người ta bên quân đội và Việt Cộng mới thả anh ra. Thì theo như Bích Trâm được biết, cái lúc bấy giờ đó người ta gọi là trong cái lúc mà nằm miền Nam Việt Nam á, thì người ta gọi là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. À, thì là họ chịu cái trách nhiệm ở trong miền Nam và quân đội Bắc Việt. Lúc đó là quân đội Bắc Việt hình như là theo cái suy nghĩ đó và trong giấy trong sách vở đó, là họ đi tấn công vào miền Nam Việt Nam theo cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, có đúng không anh? Đúng. Đó, thành ra đó cho nên ở cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam dưới một cái hình như là dưới một cái hình thức cái hình thức khác, một cái hình thức gọi là một cái hình thức gọi là về chính trị, về quân đội nó khác hơn là ở quân đội Bắc Việt, người ta gọi là quân đội chính quy, có đúng không? Đúng. Vâng, thưa quý vị, thôi bây giờ cái đó là cái thành phần của vấn đề quân đội. Bây giờ tôi nói như thế này nè, tôi quên kể cho khán giả và Bích Trâm nghe. Cái mặt trận giải phóng miền Nam tháng 10 năm 76 nó giải tán rồi, nó không còn nữa. Mà nó nói là cách mà nó nói là dân chủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dân gì đó, Cộng Hòa Nhân Dân, Dân Chủ, Cộng Hòa Dân Chủ. Đó, tháng 10 đó Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam. Đúng rồi. Như vậy là cái tháng 10 năm 76 nó giải tán mặt trận giải phóng miền Nam rồi. Cho nên nguyên cả cái bộ phận mà sao nó vô ở tù chung với tụi tôi cũng nhiều lắm nha. Cái tối mặt trận giải phóng miền Nam á. Là cái vô mấy thang nào là Trương Duy Tản, Lê Quảng Ba, nào bà Nguyễn Thị Bình rồi đó. Với thượng tướng gì cũng bị ở tù ở trong chỗ trại với anh hả? Không, mấy cái người đó nói lợi. Chứ không, mấy người đó không có. Mấy cái cán bộ á, cán bộ mà cấp tá đó. Thì bị cái vô nói là cái gì kinh tế. Đa số là bị kinh tế nhiều. Vô ở tù rồi mới nó bây giờ nó tóm được cái mặt trận giải phóng miền Nam nó thù Bắc Việt không thua gì mình đâu. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vấn đề đó là thôi bây giờ mình nói đó là cái vấn đề chính trị và quân đội. Thì bây giờ nó cũng có liên hệ một chút xíu là bởi vì anh là một tù nhân chính trị gọi là tù cải tạo HO và bây giờ sau thời gian anh học cải tạo như vậy là 6 năm bị tù cộng sản 6 năm và anh có đi qua được Hoa Kỳ ngay trong cái theo cái diện HO đó không, hay là anh còn phải bị có thời gian quản chế nào nữa rồi anh mới được đi qua Hoa Kỳ? Bây giờ chúng ta chỉ còn có mấy phút nhưng mà có thể lần tới chúng ta sẽ tiếp tục khi mà anh tị nạn. Thì khi anh tị nạn, anh qua đây sẽ đời sống của anh như thế nào, lúc đó mình lại chia sẻ tiếp. Bây giờ anh cho biết đi là sau khi mà anh được Cộng sản Bắc Việt thả anh về thì bao lâu thì anh đi qua Hoa Kỳ? Thưa cô, tôi về tháng 10 năm 81 thì nó quản thúc tôi ra một năm. Thì đến sống cái cảnh đó thì nó tốn lại thì tôi khỏi nói, cô cũng biết sao, 75 không phải mình nên tôi đâu. Hàng dạng người cứ vần cứ như một, mua người như một đó. Dạ vâng. Rồi tới năm 96 đó
tôi mới được cái giấy định cư sang qua Hoa Kỳ. Vâng. À. Lúc đó anh apply cái đó, tức là anh ghi danh vào hay là người ta gửi thẳng cho anh? Cái chuyện của tôi cũng khó nói lắm, tôi nói chắc là cũng không ai tin đâu. Dạ. Thì bên Thái Lan nó gửi, biết nó gửi cái giấy ngay tôi. Nó gửi cho tôi mà tôi không có làm giấy tờ gì hết trơn á, mà không biết sao nó biết tôi ở địa chỉ, nó gửi ngay, nó hỏi tôi ra vậy chứ. Nó viết bằng chữ Việt nha. Dạ vâng. Là thành phần của ông đó được định cư Hoa Kỳ. Thì tôi mới viết một cái thơ lợi của bằng chữ Việt. Dạ. Nhưng mình biết chữ Anh đâu viết. Đúng rồi. Tôi mới viết, tôi gửi lại. Tôi cũng cảm ơn quý ông. Tôi đồng ý đi. Nhưng mà tôi không có làm đơn làm gì hết trơn á. Thì sau đó cũng khoảng chắc cỡ 6 tháng à. Thì nó đòi tôi lên Sài Gòn. À. Chứ tôi không có làm đơn gì hết trơn á. Dạ vâng. Anh lên Sài Gòn nó hỏi. Nó vô nó hỏi tôi vậy chứ. Tại sao tôi cấp bậc nhỏ mà tôi có hạ sĩ quan hả? Dạ. Mà tại sao tôi ở tù lâu quá lâu vậy? Dạ vâng. Tôi mới trả lời với cái ông Mỹ đó, tôi nói cấp bậc tôi nhỏ mà chức vụ tôi lớn. Dạ. Mà tôi hành quân nhiều, tôi đánh giặc nhiều thì tôi ở tù tôi có biết. Dạ. Nó thôi đi, về đi, về làm giấy tờ đi. Rồi tôi về tôi nói nghe mình biết làm sao mà biết làm thì ở bển nó có, tôi nhớ tôi ra ngay cái chỗ trước cửa nó có người ta làm đơn mướn đó nghe. Dạ. Nó làm hay lắm nghe Bích Trâm. Dạ. Nó ngay mình cũng biết chứ không phải là không, nhưng mà sao bằng nó lỡ nó ăn tôi không biết 20-25 ngàn rồi tôi nhớ. Rồi sẵn tôi ôm tôi nộp luôn. Thì ở ngoài bước vô trong mở. Dạ vâng. Thì ở ngoài này tôi muốn vô ngoài cửa bước vô đây. Dạ. Thì tôi đem nó nộp. Nó không chịu. À. Nó nói muốn nộp thì phải gửi qua Bangkok cho nó không có trách nhiệm. À vâng. Bởi cái đó là cái chỗ nó phỏng vấn. Dạ vâng. Đó. Rồi tôi mới đóng vô tôi gửi đi qua Bangkok. Dạ vâng. Đó, tôi gửi qua Bangkok thì đâu cũng không biết mấy tháng thì nó gửi giấy lên nó đòi tôi nữa. Rồi tôi lên thì nó hỏi ba điều bốn chuyện như vậy thôi rồi nó cho tôi đi. À. Đây là cũng là một cái trường hợp cũng rất là người có nhiều người người ta phải đi tìm. Người ta phải đi tìm đến nơi xong rồi người ta mới lấy được cái hồ sơ để điền. Yeah. Còn như anh thì lại được người ta gửi thẳng giấy tờ về cũng rất là hay. Vâng thưa quý vị, ở đây thì phải nói rằng trường hợp của anh Đoàn Phương là một trong những trường hợp phải nói rằng nếu mà dùng cái từ hy hữu hay là từ may mắn thì cũng rất là đúng. Tôi có thằng bạn nó cũng vậy chứ. Dạ vâng. Thì có nghĩa rằng là những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà khi mà sau cái năm 1975 thất bại, gọi là Sài Gòn bị thất thủ đó, thì hình Bí Trâm nghĩ rằng cái danh sách những cái người lính và cấp bậc là những cái đơn vị mà những cái người mà nghĩa là họ đi trước 75 rồi đó. Họ đã có cái danh sách đó, cho nên khi mà không, Hoa mà Kỳ Mỹ nó có trước. Dạ. Cho nên khi mà có những cái danh sách đó rồi thì người ta cứ chiếu theo cái danh sách đó mà gửi đi cho gửi về người cho những người lính miền Nam Cộng Hòa, tức là trong cái thời gian sau khi họ bị cải tạo thì họ phải tìm cho ra để mà đưa. Thì Bí Trâm nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái vấn đề, đó là vấn đề về chính trị và quân sự của những cái đất của tất cả các quốc gia, mà những cái quốc gia nhỏ như quốc gia Việt Nam của chúng ta thì sẽ là một trong những quốc gia gọi là như trên thế giới thưa quý vị, có rất nhiều quốc gia nhỏ gọi là thế giới thứ ba đó thưa quý vị, thông thường hay bị chiến tranh lắm. Thì nhiều khi bên trong cũng hay đánh vô hỏi tại sao. Vâng thưa quý vị, mà những cái nước lớn thì lại không bị, mà những cái nước nhỏ chẳng hạn như Việt Nam hoặc là những cái nước ở bên phía châu là Sudan hay Yemen chẳng hạn thì cứ có chiến tranh hoài. Vâng, thì đó là cái đánh cái dấu hỏi. Nhưng mà cái gì thì cái, thì chúng ta cứ nhớ rằng đời sống của con người là một cái gì thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban cho. Thì khi mà chúng ta
qua bao nhiêu thăng trầm, sự sống và sự chết nó giống như chị Mằn treo chuông. Và ngày hôm nay chúng ta được ngồi ở đây và được gặp nhau để được chia sẻ những cái điều mà đã xảy ra, mà chúng ta đã can qua trong cuộc đời. Cái vấn đề này ở đây đó, Bích Trâm cũng muốn chia sẻ rằng chúng ta nghe lại những cái gì trong quá khứ, nó trở thành đó là một cái lịch sử gần nhất trong cuộc đời của chúng ta, mà nhất là đối với người miền Nam Việt Nam và tất cả những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Tất cả những cái điều này sẽ trở thành là một cái kinh nghiệm trong đời sống, và nó trở thành một cái lịch sử mà người Việt của chúng ta sẽ không bao giờ quên. Và nhất là chúng ta phải luôn luôn nhớ đến cái điều đó, và để chúng ta phải chia sẻ lại với con cháu của chúng ta. Là thưa, bởi vì sao? Thưa cô Bích Trâm. Vâng. Bây giờ tôi nó có một cái điều này là tôi cũng suy nghĩ, là tôi có một thằng bạn, nó từ một thằng tôi thì còn có một chút là hơi lính tráng, nói một người dân thường thôi. Vâng. Mà nó đi trong vòng 1 năm 1 nó, dạ, nó coi đại đội phó thám sát tỉnh. Vâng. Cô có nghĩ là cái tài khả năng nó như thế nào không? Nó giỏi cỡ nào chưa? Dạ vâng. Nhưng mà rồi đó tôi với nó là rất là thân. Dạ. Tới cái ngày 25 đó, đi lên tại tiểu khu á, nó nói với tôi, nó nói đi không, mà tao với mày đi qua Mỹ, Mỹ nó rước. Mẹ Mỹ cũng kêu tao. Tao cũng, mà tao đâu có đi. Nó nói không đi thì nó nói mình là không chịu nổi với cộng sản. Tôi nói mày đừng nói, mày muốn đi mày đi đi, mà nó lên cái quán sừng ký ăn nó cứ nói hoài à. Tôi tức quá tôi mới móc cây súng mà tôi để đây nè. Tôi nói mày muốn nói mày nói với đây nè. Rồi tới vô ở tù chung á thì nó chửi tôi không còn mảnh giáp nào hết. Thế thì nó đi ra tự nhiên Mỹ bóc nó. Vâng. Bốc đi rất nhanh. Dạ. Thì tôi nghĩ chắc thằng này á, bị nó ra nó biết cái địa chỉ tôi. Dạ, muốn kêu anh đi và anh chưa chịu đi đó phải không? Không, hồi lúc trước 75. À, trước 75. Nó ở tù nó ra sao tôi, nhưng mà tôi có liên lạc với nó. Dạ vâng. Thì vâng, nó biết địa chỉ tôi. Dạ. Thì không biết rồi, nó có rồi giúp cho tôi điều đó hay không. Dạ vâng. Vào tôi qua đây để tôi lên báo, tôi kiếm hết chiếc kiếm, kiếm không ra. Kiếm ra. Vâng, thời cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ, bởi vì chúng ta đã hết giờ. À. Cho nên Bích Trâm cũng muốn là gửi đến cái lời gọi là chia sẻ với tất cả quý vị, nhất là những cái người Việt tị nạn của chúng ta hiện đang sống ở trên đất nước Hoa Kỳ, thì chúng ta có rất nhiều người tị nạn dưới nhiều hình thức khác nhau, tị nạn chính trị, rồi chúng ta lại vượt biên để đi tìm tự do, vượt biên bằng cách là vượt biển hoặc là vượt đồi vượt núi để mà đi qua được đất nước Hoa Kỳ để tìm sự tự do. Và trong cái thời gian ngắn ngủi của cái chương trình này thì Bích Trâm, An Đoàn Phương cũng như là Bích Trâm cũng muốn gửi đến cho quý vị để chúng ta nhớ lại những cái khoảng đời đó và chúng ta có được một cái tương lai tốt đẹp hơn, nhất là cho con cháu của chúng ta. Những cái lịch sử này chúng ta phải ghi nhớ để cho con cháu chúng ta có luôn được một cái sự gọi là hạnh diện về người Việt của chúng ta, về lịch sử của người Việt Nam của chúng ta, và nhất là người Việt chúng ta đang còn phát triển lớn mạnh trên đất nước Hoa Kỳ này, có phải không thưa quý vị? Vâng, cảm ơn anh Đoàn Phương rất là nhiều. Lần tới chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề gọi là tị nạn và những cái vấn đề mà tại sao chúng ta bây giờ chúng ta lại sống ở trên đất nước Hoa Kỳ và sự thành công của người Việt tị nạn như thế nào anh nhé. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Người Việt tị nạn cùng với anh Đoàn Phương. Và bây giờ mời anh gửi lời chào đến quý khán thính giả. Cảm ơn cô Bích Trâm và kính thưa quý khán thính giả và kính thưa quân nhân các cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng có một cái dịp mai mà tôi đến đây để tôi nói lên những điều cuộc chiến ở Việt Nam năm 75. Tôi thì nói tóm lại là cũng không bằng các anh em đâu. Các anh em quân nhân 10 tôi còn chưa được một nữa, nhưng mà mỗi người nó có một cái số phận khác nhau, một cái cực nhọc khác nhau, một trách nhiệm khác nhau.
thì cái này chỉ nói nhắc lại cái dị giảng, chứ còn nhắc lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi xấu hổ cho con người tôi lắm. Thì xin quý bạn và quý anh cũng thông cảm cho, và quý ông bà cô bác cũng thông cảm cho, có cái gì mà nó sơ suất xin thông cảm tha thứ cho. Cảm ơn cô Bích Trâm nhiều và kính chào quý khán thính giả. Vâng, Bích Trâm xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại lần tới.